Sáng ngày 27 tháng 11, tại nhà Quốc hội, với 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,25%, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước. Luật căn cước mới vừa được thông qua đã nêu rõ các trường thông tin thay đổi thể hiện trên thẻ căn cước, trong đó có ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày cấp thẻ và hạn sử dụng. Như vậy, so với luật căn cước công dân hiện hành, trường thông tin về quê quán, vân tay đã được bỏ không cần thể hiện trên căn cước. Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước gồm thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt, ADN, giọng nói, nghề nghiệp. Trong đó, với thông tin ADN và giọng nói, chỉ thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Bên cạnh đó, để khai thác được các thông tin trong chip điện tử phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực, bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin. Trường hợp các cơ quan nhà nước khác cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ căn cước, thì các thiết bị này đều phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật.